Đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu trong những ngày này, khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn với hành trình sàng lọc COVID-19 như thế nào? 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế được áp dụng chặt chẽ tại Phương Châu như thế nào? Đối với khách hàng đến bằng phương tiện xe máy, khâu tiếp xúc đầu tiên là tại vị trí giao nhận thẻ xe. Các anh kiểm soát an ninh của bệnh viện sẽ tuân thủ khử khuẩn thẻ xe trước khi gửi đến khách hàng. Bắt đầu hành trình, với khâu sàng lọc, khai báo y tế bước đầu sẽ được tuân thủ các bước cơ bản như vệ sinh tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng giấy. Tuy nhiên, tùy theo từng nhóm, quý khách sẽ được hướng dẫn đến 3 vị trí phân luồng tương ứng với 3 nhóm sau. Nhóm 1, quý khách đến khám bệnh ngoại trú, sản phụ, nhi đa khoa v.v. được hướng dẫn di chuyển đến khu vực 1 để sàng lọc và khai báo y tế trước khi di chuyển sang khu vực lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Nhóm 2, quý khách đến tiêm ngừa vaccine COVID-19 theo danh sách được chỉ đạo từ địa phương và sở y tế sẽ được hướng dẫn đến khu vực 2 thực hiện sàng lọc và khai báo y tế. Sau đó, được hướng dẫn di chuyển đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Nhóm 3, quý khách đến từ các đơn vị doanh nghiệp để xét nghiệm nhanh COVID cũng được bố trí nơi ngồi chờ tại khu vực 3. Đặc biệt, những khách hàng này sẽ được nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ nhằm hạn chế luồng di chuyển nhiều nơi. Đối với khách hàng đến bằng phương tiện xe ô tô có lối vào và dừng tại cổng D3, lúc này, nhân viên Phương Châu cũng nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ quý khách di chuyển sang một trong 3 khu vực tương ứng để thực hiện các khâu sàng lọc, khai báo y tế và lấy mẫu như trên. Khách hàng sẽ luôn được nhắc nhớ và hướng dẫn tuân thủ 5K, khẩu trang, khử khuẩn bao gồm vệ sinh tay, khử khuẩn liên tục các bề mặt tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung, khai báo y tế trung thực. Ngoài ra, nhân viên các vị trí sàng lọc sẽ lưu ý nhận diện quý khách hàng có biểu hiện lâm sàng nguy cơ cao như sốt, ho, khó thở hoặc yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của CDC và Bộ Y tế và nhanh chóng hỗ trợ trường hợp đó đến khu vực được bố trí riêng biệt chờ lấy mẫu xét nghiệm. Quy trình xét nghiệm này được bố trí phân luồng các vị trí lấy mẫu khác nhau nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo. Có 2 khu vực riêng, gồm khu vực lấy mẫu cho khách hàng bình thường và khu vực lấy mẫu cho khách hàng được nhận diện có nguy cơ cao. Tại phòng lấy mẫu cho trường hợp có nguy cơ cao, khi cần thiết, người bệnh sẽ được bác sĩ thăm khám trực tiếp nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt chăm sóc sức khỏe kịp thời, nhanh chóng và an toàn. Những nhân viên y tế có tiếp xúc và hỗ trợ với các trường hợp đặc biệt này cũng sẽ tuân thủ quy trình thay mới phương tiện phòng hộ tại khu vực riêng nhằm tránh phơi nhiễm, lây lan, làm ảnh hưởng xung quanh. Khi thực hiện lấy mẫu hoàn thành, quý khách được hướng dẫn đến khu vực chờ kết quả. Trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh âm tính, quý khách được nhận diện bằng sticker. Đây được xem như chiếc vé thông hành hợp lệ để bắt đầu quá trình khám bệnh bên trong tòa nhà bệnh viện. Lối ra từ nơi lấy mẫu vào khu khám bệnh được bố trí phân luồng riêng một chiều, đảm bảo an toàn dành cho tất cả khách hàng đã có kết quả âm tính. Trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, khách hàng sẽ được hỗ trợ vào phòng cách ly tạm thời và được đưa đến nơi điều trị theo quy trình xử lý do bệnh viện phối hợp với CDC thực hiện. Điều này giúp tất cả khách hàng có thể yên tâm hơn về lo ngại nguy cơ lây lan từ quá trình sàng lọc tại Phương Châu. Lưu ý, các bước như trên được áp dụng đồng bộ cho tất cả khách hàng, người bệnh và người thân đi cùng đến Phương Châu để khám bệnh, khám thai, chuẩn bị nhập viện sinh, điều trị bệnh nội trú hay nghỉ dưỡng chờ sinh v.v. Với những cải tiến liên tục, Phương Châu không ngừng nỗ lực nâng mức bảo vệ an toàn cao nhất cho tất cả mọi người. Dù đã thực hiện đầy đủ quá trình sàng lọc, vẫn cần khách hàng tuân thủ 5K xuyên suốt, mọi lúc mọi nơi trong quá trình khám và điều trị trong bệnh viện. Tập thể nhân viên y tế Phương Châu cũng luôn kích hoạt 5K nghiêm ngặt với sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của biệt đội giám sát được thành lập nhanh trong mùa dịch này. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và luôn tin tưởng đồng hành cùng Phương Châu để chăm sóc sức khỏe an toàn, an tâm trong mùa dịch này. Phương Châu xin cảm ơn.